Nhất trí đông nói ngài 40 năm tăng chín chủ đề là quốc hội dạy à, chúng ta có thể nói về cuộc sống à, chúng ta có thể do chuyện là quan trọng để sử dụng ngôn ngữ à, khi chúng ta đi du lịch thì làm việc với nhiều dân phong nuôi ngôi đất chúng ta có thể giao chuyện vui tôi tắt trao đổi nông nội thấp chuyến hôm nay tôi sẽ nói về cơ hội là quan trọng, cơ hội là quan trọng để trao chuyện với người dân chung cùng ô ngồi đặt cơ hội dễ dàng cơ hội dễ dàng là cơ hội dễ dàng là tôi sẽ cơ hội làm việc em là gì? Làm việc em là gì? Công việc em là gì? Làm gì là quan trọng để cơ hội gì là quan trọng cơ hội làm việc là gì? Khi nào em đi làm việc? Ồ, mấy giờ em đi làm việc? Khi nào em đi làm việc? Mấy giờ em đi làm việc? Ở đâu? Đi ở đâu? Ở đâu là hôm qua em đã đi ở đâu? Hôm qua em đã đi ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Hôm qua em đã đi ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? À, em ở đâu? Tôi đâu đâu tôi nổi về đâu? Ai 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 là ai đã đi làm việc ai ai đã ăn món ăn của mình ai thế nào làm thế nào là thế nào em đi ô Thành phố Hồ Chí Minh thế nào em đi ta ô Thành phố Hồ Chí Minh tại sao em đi Thành phố Hồ Chí Minh thế nào tôi sẽ nói về cơ hội AI cơ hội là quan trọng tại sao cơ hội là quan trọng để cô trao chuyện AI cơ hội là quan trọng AI tại sao cơ hội là quan trọng để cô trao chuyện cuộc sống trao chuyện AI tại sao cơ hội cho chúng ta có trò chuyện có cuộc sống để học tập ngôn ngữ ta nói về cơ hội nhưng mà
the bắt thăm câu chuyện là không tốt nhất, nhưng mà nạc thì dòng được rồi. Bao rồi, bao rồi. Mày. Nga kỳ cho nổi ngay tạm 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 chừng. Chúng ta có thể nói về cuộc sống và cuộc chốt quyền sau này. Cuộc sống luôn đầy những tất cờ và khó khăn vô nghĩa. Khi chúng ta đối diện với nhiều sự kiện khó khăn hay những tin không nổi tiêu nhiên những khó khăn này chúng mang lại cơ hội để chúng ta phục hồi và phát triển.
Hôm nay tôi muốn nói về sự quan trọng của Quốc hội trong cuộc sống. Quốc hội là gì? Rất quan trọng và chúng ta phải luôn sẵn sàng nắm bắt dù đôi khi cuộc sống có thể đây lại dài tư thắc những Quốc hội cũng đúng sở hữu bằng đèn dầu chúng ta khả năng phát triển và chính sách vốn để có thể tăng trưởng được Quốc hội chúng ta cần phải chuẩn bị về cả mặt tinh nhàn và kỹ năng. Tại sao Quốc hội lại quan trọng? Quốc hội mang lại cho chúng ta khả năng phát triển cả trong công việc là cả cuộc sống cá nhân. Khi chúng ta nắm bắt Quốc hội chúng ta có thể học được nhiều dưới mọi cải thiện kỹ năng quản và thiên căn. Không được mục tiêu không có cơ hội chúng ta có thể cầm tay vị trí với và chưa động lực chính vì vậy việc nhận là ba tầng dương cơ hội là một phần quan trọng của sự thành công làm thế nào để nhận là cơ hội để nhận ra cơ hội là chúng ta cần phải quan sát kỹ lưỡng và chưa tâm thể luôn sẵn sàng sẵn sàng biết lắng nghe ngồi các bà hốc hối từ các xin hùng xuống quan chức chúng ta nhìn ra đức những quốc hội mà nhồi ở các quốc tế bồi lô từ khi quốc hội cho hiện rồi hiện thức và những thứ thành quốc hạng và chính những là đô la thì chúng ta cần phải mang mẹ nét để nắm bắt nó. Làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc hội là sự chuẩn bị là yếu tố then chốt thì chúng ta có những học ngồi đến luôn kỹ năng và phát triển bản thân chúng ta sẽ sẵn sàng học kỳ cuộc hội đến duy này đối hội sự kiểm nhân và quyết tâm luôn tạo tội quan tích quốc làm việc chăm chỉ và một lòng để học hội từ những ngồi sống khoản tại sao về nắm bắt cơ hội lại quan trọng cho sự tăng cường việc nắm bắt cơ hội là chìa khóa để thành công bởi vì mỗi cơ hội đều mang lại cho chúng ta khả năng thay đổi cuộc đời tuy đó là một công việc mỗi một dự án đại đặc sức hay một mối quan hệ mỗi cơ hội cho phép chúng ta mở rộng tầm nhìn và khám phá những khả năng mọi những mọi thành công chúng là những người việt nhân là và tăng dương tôi đã mỗi cơ hội mà cô các vậy đúng lại cơ hội là một ban công để chiếu trong hoàn chỉnh phát triển và tăng công bằng các chuẩn bị kỹ năng luôn sẵn sàng và cô tay tổ chức quốc chúng ta có thể tận dụng được những cơ hội để đạt được mục tiêu của mình đúng.